xe con đầu trong bãi xe bên xe luôn.
mát, thì là gió mát nó chán lắm, chứ không phải vừa là gió mát vừa là buồn thủ lắm. Đúng rồi. Đông ba rồi. Dạ tới chợ Đông Ba rồi. Chơi làm từ thiện. Không chơi 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 chơi. Đây nó vất luôn.
nó nghỉ bên kia này, sáng mai đi chơi với là bọn bạn nó chúc rồi chừng nào xe đi thì hú nó chạy qua. Quyết đi đây thôi hả? Quyết đi đây thôi hả? Ví dụ như nó ra Huế, nó ra máy bay, nó lên máy bay coi là cái hàng đó bây giờ đặt xe nó bao nhiêu một ngày là bao nhiêu, ví dụ như nó nói giả các bạn.